Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau những ngày nắng ấm tại các tỉnh miền Bắc thì sang đến sáng sớm ngày hôm nay, một bộ phận không khí lạnh mới đã được tăng cường và di chuyển xuống phía Nam, tác động đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Trung Du và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ, khiến thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, âm u, có mưa và dông rải rác, nhiệt độ vẫn giảm mạnh với mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Tại các tỉnh ven biển miền Trung, do chưa chịu tác động của không khí lạnh nên sáng nay thời tiết hầu như không có mưa. Tuy nhiên, càng về trưa, ở phần phía Bắc khu vực trời cũng bắt đầu chuyển nhiều mây hơn, lác đác xuất hiện mưa dông tại một vài địa điểm thuộc tỉnh Thanh Hóa và nên nhiệt độ bắt đầu có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết hầu như ít biến đổi so với 24 giờ trước đó. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên duy trì ở mức 29 đến 32 độ. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 31 cho đến 34 độ. Về tình hình thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ở ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục được bao trùm dưới bầu trời nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ vài nơi. Nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục có xu hướng giảm thêm, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động ở mức 15 cho đến 18 độ, vùng núi là từ 10 đến 13 độ. Ngày mai toàn khu vực phổ biến ít mưa, với nhiệt độ trưa chiều cũng chỉ dao động từ 19 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến phía Bắc Hà Tĩnh trời cũng còn nhiều mây và có mưa vài nơi, nhưng đến đêm mưa giảm dần, trời khô ráo hơn. Tuy nhiên nền nhiệt còn thấp và ở ngưỡng trời rét. Khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi nằm trong đới gió đông bắc khá mạnh nên tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông, một vài nơi vẫn có mưa vừa. Trái ngược với các tỉnh miền Bắc, các tỉnh miền Nam bao gồm khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn ổn định hơn cả, mưa không có nhiều, ban ngày trời có nắng từ sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai hầu hết các nơi đều trên 30 độ. Tuy nhiên về đêm, do ảnh hưởng của quá trình khuếch tán sâu hơn xuống phía Nam của không khí lạnh, nên tại khu vực phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, trời sẽ chuyển nhiều mây một chút và nhiệt độ ban đêm cũng có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực trên cả nước vào ngày mai 19 tháng 12. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ, có nơi từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây không mưa, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất là từ 19 cho đến 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi là từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, hầu như không mưa, gió Đông Bắc hoạt động cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và thấp nhất là từ 15 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Tây Bắc hoạt động ở mức cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, còn nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm hầu như không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ có mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 cho đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ có mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ. Phần cuối là những thông tin thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nhiệt độ trong ngày dao động ở mức 25 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng 26 cho đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.